chưa nuốt nữa kìa. Không, chưa có miệng, cái miệng chưa. Đừng cắm đâu, đừng cắm đi, đừng cắm vô. Nè. Nè, làm chiếc đi cho. Làm chiếc đi, làm chiếc ở cắm miệng lên. Ừ, đặt miệng lên, đặt miệng lên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Quý vị và các bạn vừa xem là chú Tinh Tinh Đực bị cô kia cố ghẹo lật hai cái môi lên. Và mấy người cười dữ quá, nó quên nó bỏ đi nha. Vừa lượm được nước mía xong nó đang ngồi uống kìa. Ở video này là cặp vợ chồng Hắc Tinh Tinh, nó biết mở hộp ra rồi nó ăn cái bánh ở trong đó, thấy không? Nó kẹp cái bánh vào trong miệng, nó cầm trong tay kìa. Nó ăn cái gì trong cái bịch ấy. Nó đang ăn, nó nhìn thấy ai vứt cái gì trên đây, nó lên đây nó ngồi. Đây là cái chỗ nó thường xuyên nó ngồi nha. Nó chỉ thích ngồi trên đó thôi. Ngày nào mình đi cũng thấy nó ngồi trên đó hết. Rồi bạn cái thì vừa đi qua xong. Biết bạn cái có một cái tật gì á. Bên phía bên phải màn hình là bạn Tinh Tinh cái, còn phía bên trái màn hình là bạn Tinh Tinh đực. Bạn cái kia là vừa lựa được miếng cà rốt mình vứt cho. Rồi con đực bên đây là kẹp hai cái bánh với cả ly nước mía ở trong tay, đang ăn bánh kìa, mà không cho nhau nha. Con nào lượm được cái gì ăn thì ăn cái đó chứ không có cho nhau. Nó uống nước mía là giống như là con người ấy. Du khách tới ở đây thì sở thú nói chung là cấm vứt đồ ăn vào, nhưng mà du khách vẫn tìm cách vứt ở trên nóc rơi xuống nha. Đây nó vừa đang ăn, nó vừa còn nhòm du khách gọi nó. Nó uống nước mía xong rồi hai cái tay nó còn kẹp cái bánh kìa. Rồi bạn Tinh Tinh Đực du khách gọi này, đang lấy quả chuối, mình đang cho quả chuối mà nó không lấy được này, đang đút ở khe mà nó nhìn không thấy, nó nhìn này. Rồi nó nhìn trên xem có ai vứt xuống không á, lấy không được là nó gãi. Cứ mỗi lần nó tức giận là nó gãi, đưa tay gãi vào người đấy. Rồi chị kia thì vứt cho trái chuối lên trên xuống nát hết rồi, ăn hết kìa. Đồ ăn ở đây nhiều lắm, đa số họ vứt chuối với cả bánh ngọt. Đây là bạn đực, còn bạn cái kia thì leo lên trên cao á. Nó ăn chuối ngon quá đi. Rồi, video của mình tới đây là hết rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.